Đừng quan âm oai thần lòng lòng ai cấm thế gian đều trong danh ngài chúng sanh anh thấy ai ai khi nào gặp nạn niệm ngài liền dầu trong bệnh liên miên khó cực ngay niệm danh ngài làm tân khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quan vô lượng kiếp ta bà thế diệu thanh ấy chính là chỉ cả sao cùng cô chứng quả văn thù diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật ấy lòng từ bi chân chất đáng ghi tôi nhỏ trí có ai bị dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu trọn chinh năm chẳng từ lao khổ ấy mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tai động hương tính bất thành Việt Nam ơi mò cành tiên mây lam che phủ có cam tuyền thạch nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thần ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra Quan Thế Âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi từ bế ngài muốn độ đời mười hai đại nguyện thiên thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo độ thai miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen ngài oai thần linh hiền không hai tâm thanh cơ khó chẳng nài công phu nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho hay có kẻ qua đò mắc nạn ai cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường chỉ thành đốt nén tâm hương ai vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền
Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, Đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này. Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạng ban, chính từng sen bao đài vàng, Di Đà Thọ ký rõ ràng thấm na thời. Từ bi cơ khổ độ đời, cơ mà não sáng ngô văn trăng cháu đằng bao nhầm mư đại hải và sự hắc phong suy kỳ thuyền phương phiêu đòa là xa quế quân thì trung nhượng hữu này chỉ những nhân xưng quang thế âm bồ tát nhanh và thì như nhân đằng dài đằng dài thoáng là sáng chi nàng gì thì danh quán thế âm như phục hữu nhân lâm đương bị hành xưng quang thế âm bồ tát danh và sợ bị sơ chấm đạo trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng giải thoát như tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung và xóa la san dùng lại nào nhân văn kỳ xưng quán thế nhờ vô tội nữ giới gia thoa kim hệ kỳ thần xưng quán thế âm bồ tát danh giá giải tăng đoàn hoài tức đắng giải thoáng nhờ tam thiên đại thiên quân đô mang trung hoang tặng hữu nhất thương chú tương chư thương nhân thế trì trọng bao kinh qua hiếm lô kỳ trung nhất nhân tăng thì chư thiên nam tử vân đã khung bố như đắng ưng đương như cái tâm xưng quan thế âm bồ tát danh hiệu thì bồ tát năng gì vô ý thế chúng sanh như đắng như xưng danh và ư thứ hoán ta đương đắng giải thoát chúng thường nhờ văn câu phá thân ngôn nam mô quan thế âm bồ tát xưng kỳ danh cô tân đắng giải thoát vô tận y quan thế âm bồ tát ma ha tăng
mọi thân chi lực nguy nguy như thế nhược hư chúng sanh đã hư danh vô thường niệm cung kinh quả thế âm bồ tát tiền đắng ly dục nhược đa sanh nhuế thường niệm cung kinh quán thế âm bồ tát thường đắng ly sanh nhược đa ngũ si thường niệm cung kinh quán thế âm bồ tát tiền đắng ly si vô tầng ni quán thế âm bồ tát hữu như thì đắng đại oai thần lực đa sa nhiều ấn thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhường ngưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường quán thế âm bồ tát sanh phương đứng trí huệ chi nam hiện dung cầu nữ tiện sanh đoán chánh hữu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng nhân ai kinh vô tận y quán thế âm bồ tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kinh lễ bái quán thế âm bồ tát phước bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ân thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu vô tận ý nhường hữu nhân thọ trì lục tâm nhị ứng hằng hà sa bồ tát danh từ phục thân hình cung dường âm thân ý vong hoa của ý dược ư như ý vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn phật ngôn nhờ phong hữu nhân lắm đương thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân phước chánh đắng vô dị ư ba thiên vàng ưng kim bằng ca cùng tăng vô tận ý thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu đặc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý vô tán bằng phần ngôn thế tôn quán thế âm bồ tát văn hà vô thứ ta bà ơi giới văn hà nhi vị chúng sanh thuế pháp phương tiền chi lực kỳ sự văn hà phần cáo vô tận ý bồ tát thiền nam tử như hứa quán độ chúng sanh ứng di phật thân đăng độ gia quán thế âm bồ tát tấn hiện phần thân nhi vị thuyết pháp ứng di bích chi phật thân đăng độ gia từng hiện bình chi phật thân nhi vị thuyết pháp ứng di khánh văn thân đăng độ gia tấn hiện thành văn thân nhi vị thuyết pháp ứng di phạm vương thân đăng độ gia tấn hiện phạm vương thân nhi vị thuyết pháp ứng di đế thích thân đăng độ gia từng hiện đế thích thân nhi vị thuyết pháp ứng di từ tại thiên thân đăng độ gia tấn hiện từ tại thiên thân nhi vị thuyết pháp ứng di đại từ tại thiên thân đăng độ gia từng hiện đại từ tại thiên thân nhi vị thuyết pháp ứng di thiên đại tướng quân thân đăng độ gia tấn hiện thiên đại tướng quân thân nhi vị thuyết pháp ứng di tỳ sa môn thân đăng độ gia từng hiện tỳ sa môn thân nhi vị thuyết pháp ứng di tiểu vương thân đăng độ gia tấn hiện tiểu vương thân nhi vị thuyết pháp ứng di trương gia thân đăng độ gia từng hiện trương gia thân nhi vị thuyết pháp ứng di cư sĩ thân đăng độ gia tấn hiện cư sĩ thân nhi vị thuyết pháp ứng di tế quan thân đăng độ gia từng hiện tế quan thân nhi vị thuyết pháp ứng di bà la môn thân đăng độ gia tấn hiện
Quan Bà La Môn phụ nữ thân đăng độ giam. Từng hiền phụ nữ thân nhi về thuê pháp ưng nhi đồng nam đồng nữ thân đăng độ gia. Từng hiền đồng nam đồng nữ thân nhi về thuê pháp ưng nhi thiên long gia xoa càng tăng bàm. A tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân đăng thân đăng đồ giả thân già hiền chi nhi vị tuệ pháp mừng nhi chấp kim cang thần đăng đồ giả thân hiền chấp kim cang thần nhi vị tuệ pháp phò thần y thị văn thế âm bồ tát thành từ nhờ thế công đơ di chúng chúng hình vô chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đằng ưng đương như cái tâm cúng dường. Quan Thế Âm Bồ Tát thì Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát ư bồ uy cấp nàng chi trong năng thi vô uy thì cổ thư ta bà thế giới giai hiệu chi phi thi vô uy giảm. Cô tần y bồ tát bành phật ngôn thế tôn ngà kim đương cúng dường Quan Thế Âm bồ tát tức giải cảnh chúng bảo châu anh là gia trì bá thiên lương kim nhi dị dự chi tán thi ngôn. Nhân già thọ thư pháp thi trang bảo anh là tài Quan Thế Âm bồ tát bất khăn thọ chi bồ tát y phụng bạch Quan Thế Âm bồ tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thư anh làm. Như thời vàng ca Quan Thế Âm bồ tát đương mừng thư bồ tát y bồ tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng có thọ thử anh là tức thời Quan Thế Âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân phi nhân đẳng thọ kỳ anh làng. Phân ta nhị phân nhân phân phong thinh ca mâu ni phật nhờ phân phụng đa ba phần tháp vô tần y Quan Thế Âm bồ tát hữu như thị từ tài thần lực vô ư ta bà thế giới. Nhị tài vô tận y bồ tát di kệ vân vi thế tôn diệu tướng cụ ngã kim trùng vân bí phần tứ hà nhân duyên danh vi Quan Thế Âm cụ túc diệu tướng tôn. Kệ đam vô tận y như thánh quan âm hành thiện ưng chư phương sa hoàng thề thăm như ái linh kim bất tư nghị thị đa thiên ưng phân phan đài thân tình nguyện. Ngà vì như lừa phía văn danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia sứ hưng hài ý thôi làng đài hoa canh. Niềm bi quan âm lờ hóa canh biên thành trì hoàng phiêu lưu cử hải long ngư chư quý nàng. Niềm bi quan âm lực ba làng bất năng một hoàng tài thu di phong. Vì nhận sơ thôi đoà niềm bi quan âm lần như nhận hư không trơ hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn. Niềm bi quan âm lần bất năng toàn nhất mau. Hoàng trì hoàng tăng nhiễu ca trăm đao gia hài. Niềm bi quan âm lần hàm tấn khơi tự tâm hoàng tàu vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung. Niềm bi quan âm lần đao tầm đoàn đoàn hoài hoàng tu cấm gia toa thu túc bị nữ giới. Niềm bi quan âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân gian. Niềm bi quan âm lờ hoàng trước bọn nhân hoàng ngộ án la xá đồng long chư quỷ đặng. Niềm bi quan âm lần thời tăng bất
cam hai nhược ăn thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn niềm bệ quan âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khi đồng yên hóa nhiên niềm bi quan âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vâng lôi cô xiết đèn giang bà chùa đại vô niềm bi quan âm lớn thời đặng kêu ta chúng sanh bị khốn anh vô lượng khổ bức thân quan âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần hoàng thù tri vương tiền thăm phương chư quan đồ vô sa băng hiền thần chúng chung chư an thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư khổ gì tìm tất linh diền chân quán thanh tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thừa chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian vì thế giới lôi chân tư diệu đại vân chú cam lộ phạm võ diệt trừ phiền não dìm tranh tùng kinh quan sư bố ý quân trần trung niềm bi quan âm lực chung oan tân thôi tăng diệu âm quan thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 vào sanh nghi quán thế âm tình thanh cổ nào tự anh năng về tăng y hộ cô nhưng thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn nhi thời trì đi bồ tát thế thông tòa khởi tiền bàn phật ngôn thế tôn như hư chúng sanh văn thì quán thế âm bồ tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thiền thân thông lực giam đường trì thế nhân cao đấng ba theo và thuế thế phổ môn phân thời chúng trung bát vàng tứ thiền chúng sanh dài pha vô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn phạm chân ngôn viên an đa rì đống đa rì đống đốt đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đông đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đông đa rì ta bà hà lùng từ đại minh chân ngôn án ma ni ba chi hồng án ma ni ba chi hồng án ma ni ba chi hồng ăn ma ni ba di 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 hồng hồng ăn ma ni ba di 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 hồng ăn ma ni bán di hồng ăn ma ni ba 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 di hồng ăn ma ni bán di hồng ăn ma ni ba 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 di hồng ăn ma
bán gì ông ăn ma đề bán gì ông ăn ma đề ba 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 gì ông Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Biến Thông Ấy Thầm Nhi Đại Nguyện Thế Hoàng Thâm Ma Có Hai Phim Tự Phong Phổ Thế Tâm Dung Xa Xa Hiện Vô Cùng Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam
Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Ma ba nhà ba la mật đa tâm kính quan tự tại Bồ Tát hành thăm ban nhà ba la mừng đã thời chiều kiên ngô ứng giai không độ những thế có ánh xa lợi tư sanh bấn gì không không bấn gì sanh. Sanh từ thì không không tương thì sanh thọ tương hành thân về phụng như thì xá lợi từ thì chư phá không tương bớ sanh bằng về bằng cơ bằng tình bằng tăng bằng giam thì có không trung vô sáng vô toàn. Thường hành thơ vô nhang nhị tí thiệt thân ý vô sa thịnh hương về sông pháp vô nhang giới này chỉ vô ý thân giới vô vô
minh diệt vô minh tần này chi vô lão từ diệt vô lâm từ tần vô tâm diệt đà vô tri diệt vô đăng dĩ vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn cứu canh niệm bàn tam thế chư phật mạng nhà ba la mạng đa cố đăng na nào đa la tam miêu tam bồ đề cô trì mạng nhà ba la mạng đa thi đại thần chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chú năng trừ nhân thiết cô chân tiền bận hưng cô thiền mạng nhà ba la mạng đa chú thân thuê chú viên yên đế đế ba la đế ba la tăng đế bồ đề bà yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà hăng yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà nam mô a di đà bà già đà tha già đà điên già tha di đi đô bà tì a di đi đà tăng nam bà tì a di đi đà tì ca lăng đế ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa điện ya tha di đi đô bà tì a di đi đa ta nam bà tì a di đi đa tì ca lang đa a di đi đa tì ca lang đa ya di ni ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa điện ya tham a di đi đô bà tì a di đi đa ta nam bà tì a di đi đa tì ca lang đa a di đi đa tì ca lang đa ya di ni ya na chi đa ca lệ ta bà hằng a di đà phật thân kim sanh ai tướng hà cảm mộ trần thánh tư đại hải quang trung hóa phần vô số ứng hóa bồ tát chúng diệt vô biên tứ thâm ba nguyện độ chúng sanh cử bám âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô tây phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 a di
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật. Nam mô 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 Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đừng Quan Âm Quay Thần Lòng Lòng Ai Khắp Thế Gian Đều Trong Danh Ngài. Chúng Sanh Anh Thái Ai Ai Khi Nào Gặp Nắng Niệm Ngài Liên Quan. Quan Ai Thế Âm Cứu Khổ Độ Sanh. Ai Nếu Ai Có Một Niệm Lành Ngài Nghe Tiếng Ứng Danh Tới Liền. Dầu Trong Bình Liên Miên Khó Cực Ngay Niệm Danh Ngài Làm Từng Khỏi Ngay Bao Nhiêu Tai Nạn Hằng Ngày. Chỉ Tâm Niệm Tới Danh Ngài Cũng Quang. Vô Lượng Kiếp Ta Bà Thế Giới Ngài Giáng Sanh Xuống Cõi Nhân Gian.
thân ấy chính là chỉ cả sao cùng tu chứng quả văn thù và diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiện chứng thánh đền bù công lao anh trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật ấy lòng từ bi chân chất đáng ghi tuổi nhỏ trí có ai bị dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu trọn chín năm chẳng từ lao khổ ấy mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tái động hương tính bất thành Việt Nam ấy. Một cảnh tiên mây làm che phủ có cam tuyền thạch nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thẳng ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra Quan Thế Âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi từ bi ngài muốn độ đời mười hai đại nguyện thiên thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo đồ thai miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen ngài oai thần linh hiền không hai tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu giang cấm kỳ độ cho hay có kẻ qua đò mắc nạn cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường chỉ thành đốt nén tâm hương ấy vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy đức Như Lai truyền dạy không sai chúng ta chớ có quản này một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho trong khổ hải đò từ vấn đời bớt chúng sanh đưa tới làng ban chính từng sen bao đài vàng Di Đà Thọ ký rõ ràng thánh thời gian từ bi cơ khổ độ đời tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ni. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ni. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Ni. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Ni. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Ni. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Ni. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phần thân kim sang ngay tướng hào quang minh vô đẳng luân ngay bành hào uyên kiến ngũ tu di cam mồ trần thánh tư đại hải quang trung hóa phần vô số ứng hóa bồ tát chúng diệt vô biên tứ tâm ban nguyện độ chúng sanh. Cửu pháp âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô Tây Phương Cần Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Nam mô
Phật. Nam mô Di Đà Phật, 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 Nam mô A 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 Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đừng Quan Âm Quay Thần Lòng Lòng Ai Cấm Thế Gian Đều Trong Danh Ngài, Chúng Sanh Hết Thảy Ai Ai Khi Nào Gặp Nạn Niệm Ngài Liền Quay. Quan Ai Thế Âm Cứu Cổ Độ Sanh, Ai Nếu Ai Có Một Niệm Lành, Ngài Nghe Tiếng Ứng Danh Tới Liền. Dầu trong bình liên miên khó cực, ngay niệm danh ngài làm từng khói, ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày, chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quan. Vô lượng kiếp ta bà thế giới, ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian, hóa thân công chúa Đoan Trang, Diệu Trang Vương Ngự Ngai Vàng Vua Trang. Diệu thanh ấy chính là chỉ cả sau cùng tu chứng quả văn thù, và diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiện chứng thánh đền bù công lao anh. Trọn môn nhà đứng vào cánh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi, tuổi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, ai mong công thành cứu độ chúng sanh, thời kỳ trai giới tu hành, tái động hương tính bất thành Việt Nam ơi. Một cảnh tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ơi chào hai bên không lối, đạo thầy luôn luôn chân chánh thần ngài.
Thành theo ý chí của Thầy ban ra, Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Cờ bế Ngài muốn đổ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ thai. Miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn, trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen Ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh cơ khổ chẳng nài công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi, Ngài liền ứng hiện tức thì. Tới nơi diệu giác cấm kỳ độ cho, hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chỉ thành đốt nén tâm hương, ấy vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quảng này. Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới làng ban, chính từng sen bao đài vàng. Di Đà Thọ ký rõ ràng thánh thời gian. Từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phụng kinh công đức thù thân hành, vô biên thắng phước giải hồi hướng, ai vô nguyện phạm giới chư chúng sanh, thông vạn vô lượng quang phần sáng, ai nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ cho minh liễu, phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thượng hành Bồ Tát đạo, ai nguyện sanh Tây Phương
tình độ trung mà cứu thánh liên hoa về phù màu hoa cài kiến phật ngộ vô sanh bất thối bồ tát vi bằng lữ nguyện gì thứ không đứng ngang phố cầm những thế ngã đặng giữa chúng sanh giai công thành phật đạo tự